Chào buổi chiều cả nhà. Chào cả nhà. Gì ba? Chiều nay có cá lóc làm món. Cá này là của anh Nguyễn cho nghe cả nhà. À, hôm nay á là sáng nay anh Nguyễn ghé, anh Nguyễn đưa mình hai con cá, dự định là anh Nguyễn sẽ chiều nay là sẽ làm để thưởng thức với gia đình mình luôn, nhưng mà do anh Nguyễn có đám tang ở Vĩnh Long cho nên là anh Nguyễn đi về Vĩnh Long rồi cho nên là chiều nay anh Nguyễn sẽ vắng mặt. Ôi! Hôm nay thì gia đình bông lúa Đồng Tháp là bữa nay là ngày đầu của năm 2021 cả nhà. Gia đình mình có nhận được một thùng quà của một người chị ở Mỹ. Thì chút xíu nữa thì mình đợi mọi người đông đủ thì mình sẽ khui luôn. Ui cá. Câu dữ vậy ha. Nguyện câu cá vậy không? Phải con này không? Anh Nguyễn cho mấy con? Hai con với nhiêu, có hai con với nhiêu. Rồi đó có hai con đó. Hai con này hả? Ừ. Một con bự, ủa? Một con nhỏ. Ngoài vậy. Rồi bây giờ ba sẽ đi làm cá. Rồi bơi. Làm món gì? Nhà. Cá hấp mỡ hành. Khi cá chín mình đem ra mình quất mỡ hành vô. Giờ chủ yếu là mình ướp cá trước nè. Ba bắt sẵn cái nồi hấp lên nè. Đang ủ hết nồi. Trời cái thao này bé thế. Còn thao nào bự hơn không? Để vậy đi. Bé quá. Nè. Trời ơi cái thao này cũng được. Phải rồi. Đó đó. Có gì làm? Đang gặt gạt rau đi Giang. Rau đi. Chào cả nhà. Thấy bà chuẩn bị rau quá trời kìa. Hấp ra xong rồi ăn với rau sống hả bà? Nào cặp với ba cái rau sống nè. Xà lách rau bữa nay ngon nè ba. Mình làm hỏng có cấp độ nào chạy ngang bị gì có em bé. Mình ăn cay mình qua cái vụ nước chấm vậy. Vừa leo chứ. Bưng mâm nó xuống chút để. Rồi. Cho một cái thật nem vô. Chú Út thì giải con rồi, chừng chút xíu chú Út lại sao? Út tắm rồi. Một ít nước mắm. Đáng lẽ là chiều nay là hai con cá này là anh Nguyễn sẽ làm món. Mà do anh Nguyễn có việc đột xuất rồi. Chú có cắt ra làm hai. Cắt ra làm hai. Cắt làm hai thì nó dài quá, ba để lên cái dĩa nó ấy. Được không? Hay là ý ba muốn để nguyên? Hẹ hả? Hẹ. Ta nói hẹ kìa, còn vụ hạnh của ba đây ba làm sao chứ đâu có gian đâu có đụng vô đâu. Hẹ thì cắt làm hai đi, mình để lên cái dĩa cho nó gọn. Phần cũ mình lót với cái đĩa này đi. Còn coi cái phần lá thì gần chín cái mình hai đưa nó vô. Để nó chín quá nó hết không bà? Hết mà. Ta để nó nằm ngửa hả ba? Đang lăn cho nó thấm mà cái gia vị như vậy. Cái nồi này hấp bữa qua bắt sớm nó sao dở sôi dữ rồi kìa. Tọt
cá ló cái đuôi ra ngoài khúc luôn. Để cho nó cong cong được không? Nếu mà cong thì để bề này. Đó, đó đúng rồi. Cong hơi rồi, đúng rồi. Có phủ hành lên nữa không? À, để chừng nào chín mới phủ. Nó chín mình phủ một lớp lá nữa. Mình đưa vào nè. Còn cái số hành còn lại này là sẽ làm mỡ hành đúng không ba? Dừa hết. Thầy nắp lại chờ chín. Mình canh gần chín là bắt đầu mình cho một lớp hành vô nữa. Chào cả nhà. Giờ Út làm gì vậy? Út cũng chuẩn bị làm gì? Anh làm Sáu, anh Sáu giao cho nhiệm vụ. Làm mấy hành để dưới lên con cá vậy nè. Chà. Giang rửa dao, Giang rửa dao lên còn nhiệm vụ nữa kìa cưng. Thôi nhiệm vụ em nè, chị nói là em biết liền rồi. Hay ghê không? Wow, anh Sáu nó làm sẵn luôn rồi. Đậu phẩm luôn luôn rồi kìa. Ba vườn năm tới chưa ba? Để điện không cái coi. Điện không cái coi, nó ổng tới rồi. Nói cá chín rồi năm ơi. Năm ơi, cá chín rồi mới bắt lên mà la cá chín. Theo như mà tình hình cái món này cưng sẽ làm nước chấm gì vậy? Chiên 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 da nước chấm gà. Ê mà thấy rau nhiều như vậy á. Cú bánh chán đi. Cú bánh chán được không ba? Cũng bánh chán được mà phải không? Cũng bánh chán thì nước chấm chua ngọt. Ok Giang, làm đi Giang. Đúng rồi đó Giang. Giữa này làm luôn, làm tiếp tục. Chà, giờ này có gió. Đã chỉnh rồi đó. Nếu mà cá chín nhắc xuống đi, em chuyển qua đó cho nó mau, cứ biết ra gió hoài, biết nào là nóng. Cá chính là nói với Dương Nam để cho Dương Nam không tới. Thôi đừng chồng tới nha. Mấy cái giấy che lấy. Chị thấy chậm đùng đùng mà nói cá chính rồi. Mấy giấy che lấy. Gió quá gió rồi. Giấy. Thổi nó thơm. Rồi, mình để dùng ít hạt nêm nó xong. Rồi. Ồ, món của chú Út nhanh quá. Ba ơi, món cá của ba sao rồi ba ơi, đói bụng rồi. Rồi nhiệm vụ của chị là sẽ đi sửa sạn rau. Rồi. Có cho nước lạnh không? Cho chứ, cho tí mới được. Vậy là xong rồi. Rồi. Ba chạy cái họng bự rồi. Trời. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Rồi bây giờ là mình là trong thời gian chờ đợi món ăn đó thì bây giờ mình sẽ khui cái phần này nha cả nhà. Cá béo. Gì con? Ai dùng cục viên xuống nè. Cậu ba dục. Đây là hôm quà của chị Loan. Chị Loan lần cắt, trước cắt. Con kêu chứ. Chị Loan lần trước gửi quà về là ngay sinh nhật của Hằng. Chiếc này thì ngay sinh nhật của ba với lại tết tay luôn. Quà gửi đi. Có quà của Dượng Năm nữa nha cả nhà. Cho nên là bữa nay có Dượng Năm đó. Cái phần của anh Nguyễn thì chắc là mình sẽ để riêng anh Nguyễn. Anh Nguyễn đi đám tang. Thông tin dở thùng ra xem. Đầu tiên là một lịch để bàn. Hay là mình để xuống dưới mình ngồi đi ta. Bước xuống dưới mình ngồi vậy. Ngồi xuống. Không đứng gì hả? Đứng đi, đứng con bé đi. Trời lâu lâu có quà mừng ngày chết mình đứng bữa đi chút gì vậy không biết. Đồ tránh nhà được. Tránh nhà con. Tránh nhà con. Đó, bà ba nè. Cái gì đó. Đó. Nhà quần quần. Ba, con ba. Dạ. Đó, dữ lắm rồi. Rồi bắt đầu nha, từ từ nha. Bây giờ từ từ coi. Cái này của con. Cái gì vậy? Mà cái con ơi, lại lục cái xuống. Cá dương. Cái chén.
cái trái gì vậy? Từ chai, cái chai này của bé Hằng nữa hả? Wow, cái gì? Cái gì? Quá rồi, khéo quá rồi. Bây giờ đó quá. Ồ đẹp. Ê ơi, cái đó dài. Dữ lắm nổi chị Hai ơi. Chị Lan ơi, cảm ơn chị Lan nghe đúng hết, em hết luôn màu á. Rồi. Quá đẹp. Để mang thử cái dừa. Ui, chắc ăn là dừa đó nha. Cái bàn giò của con thấy dừa lắm nha. Vậy sao? Mẹ tôm nhìn mẹ có vậy. Quá quá giữa tôi hết rồi. Gian mà tự mình lựa luôn trời. Lựa nổi. Hèn chi bữa chị lo hỏi sao vậy. Đây. Để nhà. Quá trời dừa luôn à. Tép với bộ đồ. Một cây chuối đó em biết bà con. Cảm ơn chị Lo nha. Em thích lắm. Dạ, có cái gì tròn tròn nữa nàng ơi. Cái này cái tem rồi xong con một cái. Con này của chú Út hả? Cái này của con luôn. Cái gì? Cái nó ra dài. Để tiếp tục tiếp tục. Hai châu đâu nè. Cái này là bánh thì ăn chung. Cái đó cái gì? Sô cô la. Phải không? Hút cái gì? Không phải. Cái cây nè, bên đây em gặp có cái cây nè. Nó hút luôn rồi. Không, cái này kẹo bánh vậy. Kẹo thu hút đâu kẹo sô cô la. Thơm đó. Tặng chú Sáu. Đó là cái gì? Chú Sáu là quà sinh nhật của chú Sáu đó nha chú Sáu. Là cái gì? Khui mới biết chứ. Khui mới biết cái gì chứ. Chứ còn nhìn biết đồng hồ rồi. Citizen. Ờ đúng rồi. Cái hiệu ra này là đồng hồ. Chắc ở đây cái này. Mọi người rất hớn hở khi được quà. Cảm ơn chị rất nhiều chị Loan ạ. Ba. Cái đầu lót dạy của chị của má Hai. Đây nè. À đẩy nó qua. Đúng rồi, đẩy qua. Ba nghe tháo từ từ. Wow. Trời ơi. Của ba, quà sinh nhật của ba. Đeo thử coi ba. Đeo luôn. Quá, cái đồng hồ quá dữ. Đeo thử coi. Citizen. Quá đẹp luôn. Chắc phải đi ba bóp mắt luôn. Tay mình nhỏ. Chị đeo đỏ vậy đi, chị Lon. Cũng đẹp lắm chị Lon. Này bắt mắt là hả? Chắc phải cắt. Bày, mắt ừ, nếu mà... Cảm ơn cô Lon rất nhiều nha. Cái chốc vô. Mẹ ơi. Ừ, không chịu. Một bình chocolate ăn. Cái này thì... Súng răng luôn. Cái này là kẹo sô-cô-la, cái này thì sẽ chia ra cả nhà. Này đi. Trời ơi, của con tiếp. Trời ơi. Sao của chị Hai không vậy? Trời ơi, chị ngủ của tôi mà. Áo khoác này có áo khoác đúng rồi. Nè cho rút. Cho rút cái này đi hả? Đâu có xài gì được đâu cho. Trời. Mặc luôn nha. Trời ơi. Áo hoodie, trời áo này đẹp quá à. Gỡ cái này ra trời. Có cái hiệu đó kìa. Có cái hiệu kìa. Trời cái áo này mặc đẹp cực kỳ luôn á chị Hai. Trời ơi màu nổi. Vô luôn. Dạ. Mặc luôn đi. Lặn mà. Cảm ơn chị. Tiếp tục. Giang nè. Rồi tới Giang kìa. Tới Giang rồi, Giang cầm máy. Tới Giang sao? Thôi chú cầm giùm đi, Giang hồi tính sao. Chú Năm bự con. Đó. Cho gói gàng nha. Đó. Wow. Quần quá. Áo. Đây, vô thử liền Dương Nam. Vô thử luôn. Thử luôn Dương Nam. Vô trong thử. Đây thôi giữ cái áo này đẹp hơn nè. Áo nào đẹp. Áo này sơ mi nè, Dương Nam thích sơ mi. Đây áo này đi Dương Nam. Wow. Trời nhiều lắm. Nhiều cái lắm, nhiều cái lắm, 5 cái. 5 cái. 4 cái. 5 cái nè. 5 cái. Rồi đưa Dương Nam cầm luôn đi. Rồi chồng vô thử luôn. Wow. Anh Nam mặc áo lên để quá thì Nam mà cảm ơn cô Trang. Cô gì? Cô Loan. Cảm ơn cô Loan nha. Đây còn 4 cái của anh Nam nữa nè. Công nhận chị lựa xây cho Dương Nam quá chừng luôn. Cái này tiếp tục là của chị Sáu. Tới nữa. Vừa hết. Tới màu nổi nha. Ba thích màu nổi mà. Đúng rồi. Cái màu này. Đó. Cái màu này cái tim sao đâu. Màu này dữ hơn con đó ba. Wow, đẹp luôn. Cực đẹp luôn. Màu đẹp màu quá. Mặc thử cái này vô đi. Ôi, cái này coi.
Trời ơi, anh Sáu mặc áo này là y gian mà tuổi 30 chạy. Y gian tuổi 20 luôn á. Tiếp tục. Này của Giang, Giang đợi chút đi Giang ơi. Ở đây đây đây, để Giang đâu đâu để đây nào chú Út sớm giờ buồn rồi chưa tới chú Út. Wow. Ơi. Thấy chưa? Y gian cái màu lúa ngoài đồng luôn trời. À Giang Giang Giang. Mà sao thấy tay của ba sao Giang? Quá đẹp. Không có cái tay này sao mưa nó căng chỗ cái mua đồ tay. Mua đồ vừa hết luôn hả? Ờ, mua đồ vừa hết hết chứ. Này chú ấy nè. Tết 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 đúng rồi. Quá đẹp. Quá. Áo sơ mi nó đẹp lắm. Cái áo đây đẹp đẹp á chú. Đây. Cái nào cũng đẹp chứ. Cái này của ba đẹp ba cầm. Cảm ơn Lon nha. Quá đẹp. Đồ sách. Mẹ ơi, của mẹ nè. Mẹ có quà rồi. Áo này cái hình con gì bự lắm rồi. Chim. Đây, cái túi của mẹ. Ồ, im luôn. Đúng mà ướt luôn rồi nè. Sao cảm ơn Lon nghe Lon. Vô cổ ơi, trong cổ, trong cổ, trong cổ luôn đúng chứ. Đúng, ờ, đó, gì mới đúng. Cái này là của ba với mẹ. Ba và mẹ Hằng. Trời ơi, cái này là kẹo sô-cô-la. Khui luôn đi. Kẹo hay gì hả? Kẹo sô-cô-la. Ôi vậy cửa xuống đi gió quá. Trời, bữa nay chú Út đẹp trai thời gian. Ba vậy hả? Cái này còn trong ha. Trong đây nè, sô-cô-la ở trong đây nè. Sô-cô-la. Wow. Trời ơi, chú Út ơi. Trời ơi. Dạ. Còn chút sáu. Đúng rồi. Trời ơi, chút sáu. Chú Sáu. Quá dữ cái màu này nè. Hết viết nổi rồi. Trời. Chú Sáu ơi là chú Sáu. Ồ dữ lắm nổi rồi. Đó. Không em lo cho cái này là đúng. Tại vì đời nó muôn màu muôn vẻ. Quá. Wow. À, à của ba nè. Quá trời đúng là chị lo ơi nổi không luôn. Đúng là màu nổi không ha. Nhiều quá của ba. Quá áo này đẹp nhất nè. Ta muốn Mỹ ra ngoài à. Thấy không? Đúng, đây cái nè. Tới chú Út, chú Út. Wow. Màu hồng. Màu hồng. Màu hồng. Màu hồng. Phan nào không? Thật nổi rồi. Đề nghị chú Út mặc cái áo này vô. Ủa có mặc áo này. Thôi giờ đổi áo này. Chồng vô luôn. Áo đỏ nè. Không có chồng. Cởi ra đi mặc. Trời ơi. Trời cái áo này đẹp nè Út. Năm ngôi sao, bốn ngôi sao. Cái áo đẹp người ta bây giờ mắc ổi luôn à. Nè mấy cái màu này đẹp đẹp không có hiểu rồi. Bữa sau ba cái màu xanh giống nhau. Thôi chiều bé Hằng luôn cả nhà ơi. Này của Út luôn. Đó, rồi đi vòng coi. Đi vòng coi. Cái túi vô, lấy túi vô đi vòng coi. Đó là lịch sự. Mà túi đụng phải của chú Út rồi mà. Rồi tiếp tục nha. Con trai của Giang. Quá. Con trai của Giang. Để bên đó đi chút em về chút em nhận luôn. Cái này à, của anh Nguyễn. Thôi để cất cho Nguyễn. Để cất cho Nguyễn cạnh đi với Giang. Con trai của Giang luôn. Quá. Này của bé Hằng. Trời ơi bé Hằng cũng dữ nữa. Cũng dữ lắm. Quá màu nổi thôi ha. Đẹp. Của Hằng tiếp. Vậy không ý anh thích màu vàng. Bé Tôm. Bé Tôm ơi. Bé Tôm. Bé Tôm mặc đồ vô bé Tôm ơi. Đồ mới bé Tôm ơi. Bé Tôm má Lon nè. Má Lon tặng đồ cho con nè. Mặc vô coi. Mở đi con. Cảm ơn. Nè. Wow. Quá quá đẹp luôn tôi. Bé Tôm mắc cỡ rồi chứ Lon ơi. Nè, con đồ này chắc là tôm mặc dừa. Dừa. Dừa hết luôn á. Mặc cho nó thử thì mẹ được. Trời 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 chưa. Bé đô kìa kìa. Chưa chưa. Bé đô. Bé hàng bên này bé hàng. Đó đó. Kệ của Giang. Con trai của Giang kìa. Đó. Rồi 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 cái đó chị khui luôn cho đô đi. Trời có áo liền kìa. Có áo liền. Có áo liền. Áo không à. Trời ơi áo. Tôm nó đang bị bệnh cho Lon rồi, nó hơi khó chịu trong người. Bé Tôm bị cảm rồi. Nè, đô nè. Đô mặc áo vô con ơi, đô. Đâu lại là. Nhỏ giờ nó nhoi lắm rồi, để đi đi.
Em Nguyễn. Em Nguyễn, đây, để em viên bên đây. Bé Tôm. Của Hằng. Rồi. Chú Sáu. À, còn nữa. Để, còn áo nữa. Sao? Rồi. Thôi khỏi cắt rồi nữa. Cắt ra luôn. Dữ lắm mày. Ừ. Có cái nào nó dữ hơn nữa không? Hết có rồi. Cái màu cam và đến cái màu này là nổi nhất. Trời. Ai cũng có đồ mới hết. Đồ mới ăn Tết luôn. Hết. Trời. Cái lốc này là nãy rồi của ai? Của Giang. Giang cũng mặc thử đồ mới cho chị Loan coi Giang. Con mặc gì vậy? Dạng à, khoai màu đen lắm. Wow. Chúng mày. Màu đen lắm. Rồi. À cái áo nó đẹp. Nói chung mà nào cũng đẹp chứ không quên thiệt. Áo này cái nào cũng đẹp hết. Quá đẹp luôn á. Tôm ho dữ. Wow, chị ơi chị. Giang vừa y luôn, Giang mặc áo vô đẹp trai chơi. Mua đồ sao mà hít không trời. Thôi á. Thấy con này mua quá siêu quá. Em cảm ơn chị rất nhiều. Người hết á. Bạn nữa cảm ơn Lon nha. Cảm ơn cô Lon. Cảm ơn cô Lon. Cảm ơn Loan nghe Loan. Cảm ơn con đi con. Cảm ơn. Mới hết rồi chị Loan ơi. À, một lần nữa em cảm ơn chị Loan rất là nhiều nha. Và mời chị Loan thưởng thức cá lóc hấp mỡ hành của ông Sáu luôn. Tôm bữa nay nó bệnh là nó không chịu thử đồ. Tôm ơi, làm mì biểu coi. Tôm. Đó Sáu cái đồ này Sáu, Tôm này vậy. Mẹ luôn. Đồ quá trời ho. Nè. Con cảm ơn má Loan. Cảm ơn má Giòn, con bị bệnh rồi, mốt con hết bệnh rồi con mặc đồ mới nha. Đồ mới không? Wow. Đồ của khu đất. Đẹp quá chị Loan ơi. Kiểu giống vậy có người lớn giống em không chị Loan? Mặt này đỡ lạnh lắm. Wow, đẹp đúng là đẹp luôn mẹ ơi, mấy cái này. Đồ này con thích mà. Wow, có cái nón nữa kìa chị Hải. Nguyên một set luôn mà. Có nón ngay mà. Có nón. Nè. Wow. Ôi, thấy cưng quá à, mấy bộ này thấy cưng quá à. Trời, kia này chắc em phải đẻ thêm đứa nữa quá à. Trời, dữ quá. Nè. Trời, bộ đồ đẹp kìa. Ý. Ở bên đây nhiều lắm. Cái đó cái áo khoác. Áo con quần mà bà Mai kiểu áo khoác. Nhìn mấy bộ đồ thấy cưng ghê luôn ta. Rồi, cảm ơn chị rất nhiều. Mình chuẩn bị ăn cơm chiều. Lên món thôi. Cái đó của bé Tôm. Cá chín rồi. Dĩ con, từ từ đi chút xíu lấy cá ngoài lấy cá ra nha. Rồi quên vụ phủ hành lên rồi. Vậy thôi giờ cho mở hành vô luôn. Nó tắt lên được hết trơn rồi. Rồi. Dọ đó Nam, dọn rồi. Còn đâu chưa có chén gì giờ. Rồi. Đồ phộng lên cái nữa. Đó. Dưới lên. Rồi. Rồi, sẵn sàng rồi cả nhà ơi. Cá lóc hấp mỡ hành. Mình sẽ ăn với rau sống, với bún, với lại nước mắm chua ngọt nha. Rồi có bánh tráng nữa, ai thích cuốn bánh tráng thì sẽ cuốn. Rồi ăn mời hết cả nhà cùng thưởng thức với gia đình Bông Lúa Đồng Tháp. Em mời chị Loan ơi. Bữa nay có mấy đứa nhỏ cho nên là sẽ hơi lu bu nghe cả nhà. Cả nhà ơi, cả nhà ai có nhu cầu mua cái bình rót rượu thì liên hệ số điện thoại này nha cả nhà. Đây, hai số điện thoại đây là người ta dán ở trên cái bình nè. Rồi, mời ba mẹ, mời Dương Năm, mời Giang, mời hai bé Tôm và Đô cùng thưởng thức. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Giỏi ghê không? Để chén xuống, để chén xuống. Con sớm con cảm ơn cô Loan chưa? Cảm ơn cô Loan. Tôm con ăn gì con? Tôm ăn gì con? Cá. Tôm thằng bé làm gì Tôm? Tự đậu á. Tôm. Đụng vô cái nút này nè, tự nó bơm lên. Rồi con ngồi xuống đi con. Đèn sáng lên vậy. Tối là thấy đường luôn. Trời ơi.
Phạm đẻ về đây, Phạm đẻ bình ơi. Này của người cậu tặng bữa Dương Năm về dưới rồi, bữa sinh nhật ba Dương Năm về dưới. Bữa đâu về dưới. Quá ngặt đồng hồ giờ hiện đại quá. Mẹ chứ rồi. Mời cả nhà, mời chị Long luôn nha. Mời cô Long, mời cô Long, mời cô Long. Em mời chị Long. Rồi. Vô cả nhà lại về. Mời Long, lại về thưởng thức với bông lúa Pháp cùng món cá lóc hấp. Đảm bảo món này chị Long thích, cái món này rất nhiều người thích. Có những quá. Anh, những chị rất là thích cái món này, đảm bảo luôn. Ngon quá Tâm ơi. Mời một người cậu luôn, một người cậu cũng thích cái món này nữa. Dạ bà con thích ấy thì là quấn, bánh chén thì quấn vậy hả? Ai thích quấn thì quấn, ai thích quấn rau rau. Rồi rồi. Đây. Mời cả nhà nha. Bé Tâm ăn trước đi. À, quấn cho bé Tâm. Bé Tâm mời má Lon con. Mời má Lon kìa con. Cá hấp mỡ. Mời má Lon. Mời má Lon. Cá hấp. Mỡ hành. Không ăn được. Cho cá thôi ngoại ơi, ngoại. Bánh chén này Tâm ăn không được. Đây mời cả nhà cá hấp mỡ hành. Trời ơi, cái đồng hồ lột ra đi ba, cái đồng hồ nó lỏng lè. Cái này phải đi cắt bớt lại. Đúng rồi. Để ngày mai con lấy cho. Cắt gì cho ấy gì. Vậy em ăn dài em quay luôn nè. Em chưa gõ này anh. Không? Ăn dài quay luôn. Quá ngon. Quá ngon. Còn gì bằng được mặc đồ mới mà ăn món ăn ngon nữa. Cô Năm ơi, hãy xin nhìn Dưỡng Năm nè cô Năm. Bữa nay mặc đồ này trẻ là 10 tuổi. Cá nữa không? Vui quá, bữa nay gia đình mình rất là vui. Đưa cái bình lên nghe. Chứ vòng vòng đây có hai anh em mình anh Sáu ơi. Nổi nhất luôn. Tại ơi. Làm như con không nổi vậy. Không ai nổi đâu. Chưa xin lỗi. Gì ba? Cái gì ba? Đúng rồi, ba dặn cái đó là điều chỉnh lượng rượu á. Cho nó nhẹ xíu nữa mình hớt nguyên hớt luôn. Nó vậy cái này là điều chỉnh qua dặn da nè, nó nè. Cái qua bệnh lên. Bánh chén Tôm ăn không được rồi, đặc sản hả Tôm? Ăn cá thôi. Mẹ mấy cái ấy giờ cho nó. Ép qua bệnh rồi cả nhà mấy này. Nóng sốt rồi. Vô. Ho quá trời. Năm vô hết rồi, năm vô hết rồi. Rồi hết rồi. Ừ. Ngon con. Ngon hả? Con khỏe chưa Tôm? Kìa con nói kìa. Mẹ hỏi con khỏe chưa Tôm? Tôm ơi, Tôm khỏe chưa? Khỏe rồi nói. Hai, ông Út mày với mày ngồi kế bên đi trang như là lá với hoa vậy đó. Hai ông cháu mày đẹp trai ghê không? Mắc cỡ nữa. Đem cái đầu đi xương lên đây nè. Tôm ho quá trời ho. Đó, điều chỉnh cấp này vừa luôn đó. Thấy không? Chỉnh này đó. Là vừa hết luôn đó. Vừa hết. Nửa ly vừa hết luôn. Vừa đứng hấp rồi đó. Nghe con. Ừ. Thôi, tiếp tục. Điều ghê không lắm. Tiếp tục, mình vô màu cái. Đây. Hai. Cũng vô. Vô nè. Vô. Ừ. Vô. Vô. Rồi, bữa nay mặc cái áo này đẹp này, nhậu biết làm sao. Trời đó, nó mặc áo đẹp cho bé Hằng nhìn nó dài rồi hoài luôn trời. Này cả nhà. Nó dài nó cực màu đó, cái màu này cấp này mà trời tối mà mặc lên cái sáng luôn. Hai chú cháu mình đi ra đường là sáng luôn đó. Chắc là chị Lon lựa cái đôi dài này kiếm cũng cực dữ lắm mới có. Cá nè. Mua đồ gì mà quá hết, quá hay. Vừa y ha Dương Năm. Trời cái áo của chú chắc con kiếm nó cũng cả một cái chợ trong khi dễ à nghe. Đồ vậy coi tướng lượng cái quá thiệt. Chính xác không? Không nhưng mà khi mặc những cái áo này vô nhìn thấy người mình nó trẻ ra nhiều luôn. Như hình của tôi với ông Năm gì mà lỏng cái mặt đâu có được. Chán từ đâu sao đi. Đô ngồi xuống con. Ngồi xuống đi con. Tôm con ăn gì vậy Tôm? Kìa mẹ hỏi kìa. Ăn gì con? Nó lớn rồi. Con ăn gì? Cá hấp. Ăn cá, hấp. Nói đi con ăn cá. Ăn cá hấp. Đây mày vẽ cái khác cho con. Bún. Ăn bún hả? Bún. Hò quá rồi. Hò quá hò. Nó ăn bún. Là đồ của ăn bún đó kìa. Ăn bánh tráng hả con? Nè, bánh tráng này của con nè. Có gì không nhái nữa nè. Chạy dưới ta. Rau nhái á, con cố tình ăn tại vì ba thích cá nướng, cá hấp, ba thích rau nhái á, con mua rau nhái á. Rau nhái thơm, ăn ngon lắm. Hồi sáng không quen nhấp được, mấy con biết mà ghé cho đó. Vừa cái về đi đám. Gặp trái vợ.
Còn quà của anh Nguyễn thì em sẽ đem lên cho anh, để ngày mai anh Nguyễn về em đem lên cho anh Nguyễn nha chị. Với lại bánh kẹo em chia cho mấy bé heo với bé mèo, cho anh mỗi đứa ít. Như là áo của Nguyễn thấy vòng vòng ngoài như cái màu không có nổi không? Làm như Nguyễn không có thích màu nổi á. Đúng rồi. Tại vì chị khi mà chị coi clip chị cũng để ý mà. Rồi mời cả nhà. Vô. Biết con thích màu xanh chuối với màu vàng thấy không? Biết Út thích màu hồng gì nữa. Biết Giang thích màu đen, màu trắng. Gì vậy? Đố nói gì kìa? Áo con Năm đẹp chứ gì? Áo đẹp. Áo đẹp quá. Quên nãy giờ anh quá. Mời anh Nguyễn đó chứ, mời anh Nguyễn ăn cá lóc hấp mà hành Nguyễn ơi. Rồi từ giờ quên. Giờ quên tốt ha. Thôi lỡ rồi bạn ơi, mình vô một cái nha bạn. Có lỡ vô uống cái nha. Mời bạn. Dạ cá luôn con. Dạ cá con ăn ha. Dạ cá cho con ăn. Bé cũng lu bu quá cả nhà. Thôi thằng cũng xin kết thúc clip ở đây nha. Chúc cả nhà có một buổi chiều vui vẻ. Hẹn gặp cả nhà vào các clip sau. Dạ Mộc lần nữa xin Sáu xin thay mặt gia đình Bông Lúa Đồng Tháp cảm ơn cô Loan rất nhiều ha, và chúc gia đình của cô Loan sức khỏe dồi dào, năm mới sắp tới rồi nha, làm ăn phát đạt lên. Chúc năm mới, chúc cả nhà năm mới sức khỏe dồi dào, làm ăn phát đạt. Hằng cũng gửi lời chúc đến tất cả cô chú anh chị trong và ngoài nước. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm 2021, chúc tất cả mọi người một năm mới vạn sự như ý, sức khỏe dồi dào và luôn luôn ủng hộ cho gia đình Bông Lúa Đồng Tháp. Còn chú thì một năm mới chúc cho cả nhà thật nhiều niềm vui và năm mới muốn gì được đó. Hay quá, ok. Hẹn gặp cả nhà vào các clip sau nha. Chào tạm biệt cả nhà. Chào cả nhà.